dưới đại dương sâu thẳm. Băng đảng cá mập tìm thấy một cái trương vàng lấp lánh, trong khi chúng đang đi săn những con mồi tươi ngon. Họ chỉ lượn quanh, cố gắng mở trương bằng hàm răng sắc nhọn và khổng lồ của chúng, nhưng thất bại. Quá chặt quá, không thể mở được. Chắc chắn là cái rương chứa đầy vàng. Nhìn nó tỏa sáng như thế kia cơ mà. Anh có nghĩ rằng số vàng này đủ để mua cả thủy cung hay không? Bằng nhóm cá mập này dãy đuôi thật nhanh, tạo ra một cơn lốc để mở chiếc rương. Nhưng chiếc rương không di chuyển dù chỉ một chút. Lần này cá mập cố gắng cắt chiếc rương bằng những cái dây nhọn của chúng, nhưng chiếc rương vẫn không mở ra. Cuối cùng, chúng dùng hàm răng sắc nhọn của mình cắn vào chiếc rương một cách thật mạnh và nhanh, nhưng chiếc rương vẫn không mở ra. Chắc chắn phải có cách để mở chiếc rương này. Băng đảng cá mập lấy mũi hất cát để vùi lấp chiếc rương, vì vậy không ai khác có thể nhìn thấy nó. Ngay lúc đó, một ánh sáng lóe lên từ lỗ khóa của chiếc rương. Lớp cát bao phủ chiếc rương từ từ chảy xuống. Nó tỏa sáng rực rỡ. Chắc chắn ai đó sẽ nhìn thấy nó. Chúng ta không thể giấu nó đi được. Trong khi đó, trên đất liền, hoàng tử Edward và nàng tiên cá Ariel đang du lịch bằng tàu. Bỗng nhiên họ nhìn thấy một cái chai cứu trợ nổi lên mặt nước. Mau mau mang cái chai đó đến đây cho ta. Một người lính và quân đoàn của anh ta quăng sợi dây xuống cổ chai để nhấc cái chai lên và đưa nó cho hoàng tử Edward. Đây chắc là một lá thư viện trợ, hoàng tử à. Hoàng tử rút tờ giấy ra khỏi chai. Di sản hòn đảo của chúng tôi được cất giấu trong một chiếc rương suốt nhiều thế kỷ qua đã bị mất. Nếu chúng tôi không tìm thấy nó, hòn đảo của chúng tôi sẽ chìm trong bóng tối mãi mãi, giết bởi người đảo bóng đêm. Em đoán ở đảo bóng đêm mọi người cần em giúp, thưa hoàng tử. Nếu không thì mặt trời sẽ không xuất hiện trên đảo bóng đêm nữa. Ariel nhảy xuống biển mà không một chút do dự. Bàn chân của cô ấy dần biến thành đuôi nàng tiên cá. Ngay khi cô ấy xuống nước, cô ấy nhìn sâu vào rặng san hô để tìm cái rương, nhưng không thể tìm thấy nó. Cô lang thang giữa những cái cây cỏ biển, nhưng cái rương không hề xuất hiện. Khi cô ấy rơi vào tuyệt vọng, cô nhìn thấy một tia sáng rực rỡ. Ngay lúc đó, ba con cá mập đang cố gắng hít mũi của mình để di chuyển chiếc rương. Tôi sẽ mua vương quốc của Poseidon bằng vàng trong rương này. Và tôi sẽ bọc vàng vào răng từ vàng trong rương này. Và tôi sẽ mua một con cá heo và bắt nó, cưỡi nó đi vòng quanh luôn. Này, các người không nên chạm vào đồ của người khác mà không có sự cho phép như thế chứ. Rương đó là của người dân trên đảo bóng đêm. Băng đảng cá mập bắt đầu bơi vòng quanh Ariel để làm cô ấy sợ. Mọi thứ ở những vùng biển này là của bọn tàu, nàng tiên cá nhỏ. Lũ cá mập dường như chuẩn bị tấn công nàng tiên cá. Ariel dốc hết sức dãy đuôi cá, bơi đi thật nhanh và dễ dàng lấy rương vàng mang đi. Lũ cá mập bị sốc, không hiểu sao Ariel có thể mang chiếc rương đi dễ dàng như vậy. Chúng ngay lập tức bắt đầu đuổi theo cô ấy. Bọn tao đã tìm thấy cái rương, nó là của bọn tao, hãy để nó lại đây. Ariel đã đi qua một hốc đá để đánh lũ cá mập đang đuổi theo cô ấy kia. Mặc dù hai con cá mập đã chui qua được hốc đá, nhưng con cá mập trùm bị mắc kẹt ở bên trong. Cứu ta! Tôi bị mắc kẹt giữa những tảng đá rồi. Khi con cá mập kia không thể cứu ông chủ của nó khỏi cái hốc đá, chúng đã bỏ nó ở lại đó và đuổi theo Ariel. Sau khi bơi một lúc, chúng nhìn thấy một cái đuôi màu xanh lục sau tảng đá biển đầy ở phía trước. Bọn ta đã tìm thấy ngươi rồi, nàng tiên cá nhỏ bé à, đầu hàng hoặc sẵn sàng chiến đấu. Khoảng cách một trong những con cá mập cắn vào đuôi sau tảng đá, nó bắt đầu run rẩy. Bởi vì cái đuôi mà cắn đứt là của một con lương điện. Tôi đoán tôi sẽ không thể đi thêm được nữa.
anh hãy đuổi theo cái rương đi. Còn cá mập tham lam còn lại đuổi theo chiếc rương một mình. Trong khi đó, nàng tiên cá Ariel đã tắm mệt khi mang cái rương, nàng bơi chậm lại. Nắm bắt cơ hội này, con cá mập sắp sửa lẻn lên và bắt Ariel. Nhưng Ariel đã thoát khỏi con cá mập nhờ những con sóng nhỏ cô ấy tạo ra bằng cách giãy đuôi từ bên này sang bên kia. Ngay sau đó, cô ấy ném cái rương về phía mặt nước với tất cả khả năng của mình. Rồi sau đó cô ấy đã bơi về hướng ngược lại, khiến con cá mập mất phương hướng. Ta nên bắt cái rương hay bắt nàng tiên cá đây? Rương hay nàng tiên cá? Nàng tiên cá hay rương? Vừa lúc đó, cái rương rơi vào đầu cá mập và con cá mập đã bị ngã xuống đáy đại dương. Ariel lấy cái rương già bơi nhanh về phía con tàu. Sau khi cô ấy nhảy lên bon, cái đuôi cá lại biến thành chân người. Hoàng tử đã rất hạnh phúc khi anh ấy nhìn thấy cái rương trong tay Ariel. Hoàng tử à, hãy đi đến hòn đảo ngay lập tức và trả lại cái rương cho các chủ của nó. Nàng tiên cá Ariel và hoàng tử Edward đã trao cái rương cho các ngư dân của đảo bóng đêm. Những người trên đảo rất vui mừng, ngay lập tức mở ra cái nắp ra với sự phấn khích. Chỉ có một ngọn đèn trong rương, nhưng chiếc đèn này thật kỳ diệu. Vì vậy, hòn đảo của bóng tối đột nhiên biến thành một hòn đảo ánh sáng và được chiếu sáng. Ariel và hoàng tử Edward lại ra khơi, rời khỏi hòn đảo tươi sáng này. Cùng lúc đó, lũ cá mập tìm thấy một kho báu khác dưới đáy biển. Ôi trời, lại một cái rương khác nữa nè. Lũ cá mập độc ác hạnh phúc đến gần cái rương, và đột nhiên một con bạch tuộc màu vàng khổng lồ bò ra khỏi chiếc rương rồi quấn vào người chúng. Bạch tuộc ném từng con trong số chúng đi thật xa bằng xúc tu mình. Sau ngày hôm đó, các thành viên của băng đảng cá mập hiểu rằng không nên chạm vào đồ đạc của người khác mà không có sự cho phép, mặc dù có khó khăn.